老姨夫，嗯，带你去吃冷面，冷面跟烤肉，嗯，对对对，哪儿啊？东郭，东郭，往那顺道吗？他家卖很好吃的冷面，吃完咱就走，老姨知道，煎牛肉，嗯，去吃烧烤，吃好了再走去抓，煎牛肉呢。我先干啥呀？这好吃吗？要不带拍视频？对，拍视频有啥用？那啥意思？咱家人家吃得了。不，带你来外边吃，他家煮很好吃的。我也还没吃饭，我也想来那边吃。咱俩也没吃饭。嗯，一起去。嗯，一起去吧。去吧，我说我请你去外边吃饭，跟老姨夫一起外边吃饭，很多次了都没请。今天一起顺便走，对。我不乐吃啥呀？不爱吃那个。我这家啥都有，你还。Em nói à sải á là nhắn tin với dì Út, kêu dì Út là lát nữa em mời đi ăn nha, là mời đi ăn đồ nướng với lại mì lạnh á. Mà à sải nhắn tin cho dì Út thì nói không có rõ, nói là Tiểu Hồ mời dì Út ăn cơm. Xong dì Út thấy vậy, cái dì Út gọi cho chị của Dượng nè, rồi chuẩn bị một bàn ăn sẵn, nấu cơm sẵn bên đó. Rồi bây giờ là cuối cùng là không có ra ngoài ăn được, nên là bây giờ cả nhà em sẽ cùng nhau đi qua nhà chị của Dượng nha. Qua bên đó ăn cơm xong rồi lát nữa tụi em sẽ đi bắt cô. Chú nó chịu răng tha chủ phang là à à biết là gì ha, hay hay rồi biết là gì. Em nói mời dì Út đi ăn thịt nướng mà anh xã nhắn tin nhắn không rõ, anh xã kêu là mời đi ăn thôi, cái xong rồi dì Út không biết là đi ăn thịt nướng. Thôi tôi khỏi, con chó này hiền khô à, trời thấy ngừ. Này ra bông ra hoa hết rồi nè, chúng mình có quả rồi. Anh sải nói Tiểu Hồ mời dì Út ăn ăn tối xong rồi không có chịu nói là mời đi ăn thịt nướng đồ, cái dì Út không biết, dì Út gọi qua đây kêu là qua đây nấu ăn, cuối cùng là ở bên đây chuẩn bị cơm rồi, thành ra thì tụi em mới ở đây ăn cơm luôn nha. Chị nói đi nè. Hả? Chuyện của bà. Nhi hào. Chị nói rảo rồi. Ờ, chị nói rảo rồi. 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 Chị nói bên đây phòng thông qua luôn, 4-5 gian luôn được thông qua luôn. Nghĩ hả? Nghĩ hả? Tôi xin con ơi gì hả? Tôi chen cô là nghĩ hả? Lấy bên nhà dì Út á, là dì với là Dượng với lại là 4 người như mình mới vừa thấy nè, là 6 người, định á, là tầm khoảng ngày hai mấy thì sẽ đi Bắc Kinh du lịch, mà đi theo dạng là du lịch theo đoàn á. Một người á, là 550 tệ là 1.925.000 tiền Việt mình, thì đi du lịch được tầm khoảng 4 ngày và 3 đêm ở Bắc Kinh. Thì trong cái lịch trình đó thì sẽ dẫn mình đi Tử Cấm Thành, Cố Cung với lại là rất là nhiều địa điểm khác của Bắc Kinh. Thì em thấy cái chi phí mà 4 ngày mà chỉ có 1.925.000 á thì nó quá là rẻ luôn. Thì nếu như bình thường mà mình đi á, tiền vé xe không á để tới Bắc Kinh từ chỗ nhà em á thì một người cũng tốn cả 100+ tệ rồi. Rồi thêm khách sạn, ăn uống, rồi tiền vé vô cổng mỗi một địa điểm á, người ta thu cả 100+ tệ một người nữa. Cho nên tính ra đi du lịch mà theo đoàn như vậy á quá rẻ luôn.
Dì Út với lại Dưỡng Út hỏi em là có đi hay không, nhưng mà em vẫn còn đang do dự là không biết có nên đi hay không nè ông bà cô chú. Lại nói bây giờ hình căng nè. Hình căng chinh. Cho hình căng chinh. Thế nào, cho thế nào. Nhà ở bên Trung Quốc mình thấy rộng nhưng mà điều người ta bố trí này kia nó không có gọn luôn. Thanh Nguyễn, Thanh Nguyễn ở chế hôn là mà? Mấy giờ? Mấy giờ hả? 20 giờ. Hay xéo, hay chơi xuống xí đó. Mấy giờ? Cái gia tài rồi, mấy giờ nào? Dì Út em cắt khoai tây ra để xào khoai tây chung với lại thịt nè. Đa số thì bình thường người dân ở nhà người ta rất là ít khi nào ăn hải sản. Cho nên đó là lý do tại sao mà cả nhà mình thấy là mỗi lần em đãi tiệc cho khách á, là em hay mua hải sản. Vì cái đó giống như là một cái món rất là cao cấp ở bên này. Giống như là ngày thường người ta sẽ tiết kiệm, người ta ít mua hải sản ăn lắm. Cho nên khi mà mình đãi tiệc đãi ai á, mà mình đãi hải sản thì người ta có cái cảm giác giống như là mình rất là trân trọng người ta luôn. Cái cổ gà này khi mà mua về là hàng cấp đông, mà hình như là đã nấu chín sẵn ra ở ngoài siêu thị gần nhà là dì Út mua bên đó. Em mời ông bà cô chú mình ăn cơm chung với lại gia đình em nha. Ủa lao đông chú lại sao? Sao ơi, sao nã đông chú lại. Lý biên hãy vô liền cơ tân. Hãy vô rình. Tui có bao nhiêu? Rất y bây thôi. Đi lại bán hoa kia vô. Không lại. Hoa khơi cho hảo là. Hoa lại vô rồi. Dư vô thôi, dư phát. Chứ dung. Dung bao mì nung thôi mà. Bao mì. 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 Bữa nay thì nhà em sẽ đổi cái chỗ khác để mà bắt. Bữa trước bắt bên chỗ đó dễ bắt nhưng mà kiểu như là người quá đông. Bữa nay đi qua bãi khác á, chỗ này thì nó vắng, đường khó đi hơn, rất là gặp gờn luôn. Mà có đi ngang qua một bãi này, người ta nuôi con hải sâm nè ông bà cô chú.
hải sâm biển á, người ta chắn hàng rào bên ngoài cho con hải sâm nó không có bị ra bên ngoài nè. Phần nước này á, là phần nước biển luôn đây. Còn cái chỗ em bắt á, thì đi nhích lên một xíu nữa, bên trong á, thì có nước ngọt xen kẽ chung với là nước biển, à, giống như là gọi là nước ngập mặn đi. Thay hậu là giờ này á là 6:30 rồi này, tầm khoảng nửa tiếng nữa là nhà em bắt đầu bắt. Hôm nay thì nhà em dời chỗ rồi, đi qua cái chỗ này thì rất là ít người, không có giống như cái bãi bữa trước thì đông nghẹt người luôn. Bên đây nãy lúc mà để xe thì cũng có thêm một vài chiếc xe nữa người ta để ở ngoài, nhưng mà nói chung là chỗ bên này nó cũng vắng người hơn, đường bên này nó khó đi hơn á. Hôm nay hy vọng là sẽ bắt được nhiều cua, bán được nhiều tiền nha ông bà cô chú. Giờ này sớm là nhà em bắt đầu tìm những cái hang động như vậy nè, một chút nữa là trời bắt đầu 7 giờ là sẽ bắt nha. Những cái hang này tối là cua sẽ bò lên. Cả nhà xem video có ai biết con này á, qua tiếng Việt mình nó gọi là con gì không? Bình thường ở bên này người ta gọi là phản xê thì là con cua, bao gặp nhiều loại con cua quá trời luôn. Nhưng mà em thấy á, ba của em nói thì con này hình như là con ba khí. Rồi em đọc bình luận của ai đó cũng có người nói là con ba khí, nhưng mà không biết á, là có đúng hay không. Cả nhà mình ai biết á, thì bình luận cho em với nha. Lên đồng bà cô chú. Còn khang sủi hành trao chỉ rồi sang lái. Sủi sang lái hành khoai. Em bắt cái này là 8 giờ, gần như đây nè ông bà cô chú. Hơn nửa thùng rồi nha. Này á cu lên bắt trời lên luôn. Bữa nay cua này á nè hạ giá xuống còn được 8 tệ 1kg tiền Việt mình nè bà cô chú. Là 28.000 tiền Việt 1 ký. Mấy bữa đầu mùa nó được giá lắm luôn. Bữa nay giá nó từ từ rớt xuống. Còn hôm nay chị Út với lại Dường á đậu chỗ, không có bắt cái chỗ bữa trước đông người nữa. Qua bên này nó vắng người á. Nít người, mình đâu có thấy đèn người ta đâu ha. Chỉ có nhà mình bắt thôi cho nên là nó nhiều.
Nên là hôm nay á, em với sẽ nãy giờ bắt cũng được hơn mười mấy ký rồi. Hai mấy con Trung Quốc được mười mấy ký Việt Nam. Nước nó rút xuống bớt một xíu rồi nè. Chị mình thấy cái vạch nước lên đây, giờ nó rút xuống bớt à. Nhiều nha. Cái bao này là một mình chị Út bắt nè. Chị Út bắt gặp bao rồi, xong rồi qua đây thì cũng có của chị Út là chị Út Dung. Còn đây chị em là sải. Chị Út là nhảy là chị Út bắt chị Út nha. Hả? Thì cô tóc này nhiều quá, không có người bắt xa lắm, ít xa lắm. Rồi không thấy người đông mặt cô chú. Nên mình đi cái bãi khác á, cho nên là đèn thấy lấn chớ một vài cái. Thành ra mình bắt thoải mái luôn.水箱里就慢吗？看他们到哪儿了那屋。嗯，那个烧锅在上面，你屋里就屋里挖喽。包了，咱这些肯定包。过膝盖。嗯，刚上了。Dì Út với lại Dương Út là uống cao á. Mà em công nhận luôn á, dì Út năm mấy tuổi, Dương Út á thì năm nay là 70 rồi, 6 mấy gần 70 rồi. Mà hai vợ chồng cho ơn á. Đúng là mưu sinh, mình đi trực tiếp như vậy mình mới thấy người ta kiếm đồng tiền. Tuy là đi bắt ở ngoài đồng nhưng mà kiếm đồng tiền cũng không dễ không bà cô chú.
Vé tầng 3, tầng 3 không anh? Lên tầng 1, chúng ta sẽ tầng 1. Ừ. Hành ní nè, hành sâm nè. Em đi về bắt thêm một món này nữa. Về em xách món này về mai cho dì hai. Còn này đưa cho dì Út đi bán nha. Bắt á thì mình thấy nó nhiều, mình thấy ham, nhưng mà tới cái lúc mà vác lên bờ á là mình đi qua những cái kiểu như là cái hộp có nước á thì sình nó lúng rồi, nước nó sâu, nó đi rất là mệt luôn. Thì lúc mà đi vào á thì nhà em á là 4 người bắt được 3 bao. Nhưng mà vào bên trong này thì thấy nhà này người ta 3 người mà bắt được 7 bao rồi thêm hai cái xô lẻ bên ngoài nữa. Trời ơi, bắt gì mà em thấy em sợ luôn. Bắt gì mà bắt giỏi dữ vậy trời. Mà chỉ như thái khoai. Cân hết 7 bao của ba người này luôn á là được tầm khoảng 500 mấy cân, tính qua ký của tiền Việt mình á là 200 mấy ký, và mấy người này bán được là 1.500 tệ, đổi qua tiền Việt mình là 5 triệu. Ba người mà bắt 5 triệu, bắt từ 7 giờ cho tới 11 giờ rưỡi đêm bán nè, là tính ra đêm nay ba người đó là mỗi người kiếm được ít nhất á là tầm khoảng 1.700.000 tới 1.800.000. Ngày hôm qua bán thì cua là 4 tệ là nửa ký, nhưng mà hôm nay cua bị rẻ hơn rồi, chỉ còn có 3 tệ rưỡi nửa ký. Nhà em bắt được 154 cân là 77 ký thì được 540 tệ, tính qua tiền Việt mình là 1.890.000. Trời ơi, tính ra là mấy người kia bắt quá giỏi luôn. Nhà em hì hục bắt, vậy mà lát nữa ra 4 người nhà em chỉ bằng 1 người của người ta bắt thôi. Hào lý hai đó. 1500 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 tụi em về đến nhà luôn á là 1 giờ đêm, lúc nãy thì ba còn thức chờ cửa tụi em, nhưng mà do là đi bắt về mệt cho nên là em cũng không có cầm điện thoại quay video lại. Vậy là video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo vào ngày mai.